Bây giờ thì mình sẽ làm những cái phần tai nhé. Phần tai thì mình sẽ dùng màu hồng này. Mình sẽ dùng màu hồng trước ở cái phần tai. Mình sẽ tạo một cái mắt xích cho 8 mũi bính. 1, 2, 3. Xuống trên mũi thứ hai sẽ móc 2 mũi móc đơn rời. Hai mũi nửa kép. Hai mũi kép đơn. Ở chân mũi cuối cùng này thì sẽ móc 6 mũi kép đơn chung vào một chân. Móc theo chiều đối xứng, 2 mũi kép đơn rồi này. Hai mũi nửa kép. Hai mũi móc đơn. Bây giờ thì mình sẽ đổi sang cái phần màu nâu. Sẽ đưa kim móc qua hai cái chân móc màu hồng này và móc cái sợi màu nâu lên, kéo ra phía sau, sau đó thì sẽ cắt cái phần màu hồng. Móc ra phía sau này, móc vào cái chân móc đầu tiên, hai cái chân này sẽ móc ra phía sau, sẽ móc 6 mũi móc đơn rồi, bắt đầu từ chân mình vừa móc ra, 2 3 4 5 6, 6 mũi tăng. 1 2 3 4 5 6. Và sẽ móc theo chiều đối xứng
là 6 mốc đơn rồi. Sang trượt mũi này, mốc mũi, mốc mũi bính lên. Đó thì mình sẽ cắt bớt lại phần dây để khâu với phần lót ly này. Tai ở đây thì mình sẽ làm hai chiếc tai giống nhau này, và mình sẽ làm cái phần má hồng. Phần má hồng thì mình sẽ dùng nên màu hồng tạo một cái vòng tròn ma thuật. Nó sẽ móc lên 8 mũi nửa kép trong vòng tròn ma thuật này. 1 2 3 4 5 6 7 8 siết vòng tròn ma thuật lại sang cái chân mũi đầu tiên. Mình sẽ trượt mũi. Và cắt đi. Phần dây mình còn thừa thì lát nữa mình sẽ khâu vào với lại phần thân nốt ni. Và mình sẽ khâu cái phần dây còn thừa của cái vòng tròn ma thuật vậy. Cắt đi. Và phần má hồng thì mình sẽ làm hai chiếc má hồng giống nhau. Bây giờ thì mình sẽ khâu phần tai vào phần má hồng, vào với phần ly, phần nốt ly này. Đây mình có hai cái phần nó phồng ra hai bên này thì mình để đó là phần má. Mình sẽ khâu vào hai cái phần trên phần nhỏ này, đầu nhỏ này, đầu to này mình sẽ không khâu. Là len còn thừa.